Thế á, thế cậu dự có bị đau không? Đau. Ừ, chú là chú nào? Chú nào? Chú nội đây. Ừ. Chú ở phòng ai? Đau bụng mẹ. Thế à, chú đánh cô Ngọc đau bụng à? Ừ, sợ nhờ. Thế nếu mà chú đánh cô Ngọc thì con phải làm như nào? Đau mang buồn. Ừ, con gọi công an phường á? Ừ, gọi công an phường làm gì? Đau bụng. Ừ, thế nhỏ sợ nhỏ. Thế cậu dự bị đánh mấy cái? Đau bụng. Đau buồn. Ôi. Ăn đường bắt đi. Đó là đau bụng rồi. Ừ, sợ thế nhở.